Hello và chào mừng toàn thể anh em đã đến với channel của mình nha. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục sâu tay, cũng như là được rất nhiều anh em có bảo mình rồi. Thì mình tiếp tục sâu tay, thao tác tay 5 ngón ở trong cái clip lần này. Khu nhảy của mình là cảng đây. Nghe vẻ là đường bay hơi xa một tí nên là hình như là không có team nào tới rồi. Có lẽ là mình sẽ nút nhanh chóng và mình sẽ đi thôi. Xem nào. À, có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây này. Ô dìa. Bạn bắn mình hả? Rồi như vậy là mình cứ ngỡ là không có ai chứ. Hóa ra là vẫn có anh em ạ. Rồi, đây rồi. Ngay sau cái nhà kho này thôi. Đâu rồi anh trai? Này thì ngồi cứu này. Trung Quốc này à, mấy ông này bắn mình bị mình phản đạn cho phát. Trời ơi, đau chưa? Trung Quốc à? Có M4 này. Thì như là cái clip đợt trước mình đăng ấy, được anh em ủng hộ rất là nhiều. Và anh em bảo mình là tiếp tục sâu tay để bắn M4. Thì đây, hôm nay mình đã nhận được M4 rồi đây. Mình sẽ cầm cây M4 này để bắn hết trận nha. À, hóa ra là mấy ông này đi xe vào, mình lại không để ý. Có con boss đằng sau. Ủa ôi, mù mắt. Trời ơi, mù hết cả mắt tôi ạ. Đây, còn một ông bên này nữa. Mình sẽ ra mình gạt luôn này. Đâu rồi? Hello anh trai. À đây rồi. Đây rồi này. Bốc khói tuyết này. Thì nick này của mình có cây M4 nè M7 anh em ạ. Thôi không lên thuyền nữa. Mình nút qua rồi mình đi thôi. Chắc chỉ có một team thôi anh em ạ. Đi tìm người bắn nha. Trận này cầm M4 luôn. Rồi có tiếng. À, tại sao lại ra giữa đường đứng này? Rồi. Ủa ôi, trong này đông này. Ngắm nghía cái gì đây? Ở bộ sao lại có một ông trên nóc nhà, à trên tầng 2 lại ngắm nhở. Rồi chạy rất đông luôn. Làm sao mà đi đâu được này. Thôi nó cãi em mất một mạng của mình rồi. Rồi ông này đâu? Bạn của bạn cãi hết mạng của mình đúng không? Có x6 luôn. Rồi trận này M4 x6 gọi là đúng sở trường rồi. Mình phải kéo về đã. Mình đấy, nhiều anh em cũng bảo là M4 x6 sao lại kéo về. Thì mình cũng nói luôn là mình bắn quen rồi. Nên là kéo về là điều bình thường mà, có gì đâu. Cái gì đây? Úi dồi ôi, sao lại ngắm mình, ngó mình cái gì vậy? Ôi, ngó mình làm gì để rồi nhận cái kết đắng cay. Không biết còn ai không? Phải check đã, tại vì tên này vẫn còn nốc anh em ạ. Không thể nào mà bỏ qua được. Úi dồi ôi, lại còn thông báo cái gì nữa không biết. Nòi cái đít ra này. Ơ, không chết. Ơ, ôi, hình như Tencent nó fit cái kiểu mà bắn xuyên tường rồi anh em ạ. Mình sấy như vậy mà không chết này. Tóe hết cả màu xanh ra. Này thì tóe hết cả màu xanh này. Như vậy này hình như là thanh niên này không có bạn rồi. Nếu mà có bạn thì thanh niên đã đến cứu rồi. Mình sẽ đi tìm thính tiếp vậy. Kiếm thính. Trước mặt mình, mình thấy có người. Có xe vất đây. Rồi, bắn nhau. Này thì bắn nhau này. Gạt giò luôn cho được việc. Rồi, còn bên gọi là bên gần kho đây. Hello mấy anh trai. Mấy anh dài trốn đâu vậy? Mình sẽ đẩy dần vào. À đây rồi, nghe thấy tiếng chân. Rồi, trên tầng 2. Ủa, vẫn còn bắn nhau ạ. Thế là vẫn còn, mình tranh thủ đẩy vào luôn. Mấy ông này đang bắn nhau, mình tranh thủ đẩy vào. Một tiếng chân, hai tiếng chân. Ui, rất đông luôn. Úi giời ơi, lại còn đang nút đồ này. Bắn mình này. Này thì bắn mình này. Ui giời ơi. Ui thế là còn team này nó cờ lia mất team kia rồi anh em ạ.
nhảy ra ba ông, mình hốt cả ba luôn ạ. Easy quá. Chết rồi, máy mình hết pin mất rồi. Cố nốt trận. Tại vì hết pin thỉnh thoảng mình thấy nó cứ đứng hình nhẹ cái. Mẹ, hôm nay mình quên không sạc anh em ạ. Thôi cố chơi nốt trận đi. Từ từ vất kiếm cái tay cầm đã. Nói chung là cái tay cầm mình cũng riêng với mình ấy, mình cũng không đánh giá cao nhiều loại tay cầm lắm. Tại vì là mình chả hiểu sao mình cầm nó cũng chả có tác dụng gì mấy. Nhưng mà có méo mó hơn không anh em ạ, cứ đủ vụ kiện mà cầm. Thôi được rồi, mình đi thôi, không cần đâu. Mình đi từ đầu school sang đến gọi là bên cầu đây. Hình như bên này vừa lấy có cái thính quanh đây thì phải. Rồi có người này. Ôi giời, hai ông đang lom dom này. Từ đã, mình phải kiếm cái góc đẹp. Mình dừng lại để mình mới chơi được với hai thanh niên này. Đâu rồi? À đây rồi. Này thì nằm này, vẫn cố tình nằm này. Một ông đã bị mình cán rồi. Rồi ông kia đã ra cứu kìa. Đâu rồi? Hello anh trai. Đâu rồi? Vừa mới chạy vào chỗ này cơ mà. Đâu rồi ta? À đủ. Gì đây? Gì đấy anh trai này? Rồi hai ông. Ngon lành cành đào rồi. Thơm ngon mát bổ mẹ hợp vệ sinh. Thế này hình như chỉ có hai ông thôi. Mình lượn qua xem nào. Đúng rồi anh em ạ, chỉ có hai ông thôi. Thôi, kệ cho ông này chết đi. Mình vừa lấy ở đầu cầu có bắn thính, mình ra cầu đã. Kìa. Ủa, có cả xe tăng luôn anh em ạ. Xe tăng, xe tổng đấy. Mẹ, pin yếu thỉnh thoảng nó cứ giật cái. À, chờ, này. Này thì chờ thính này, Phúc Hoàng này, mình sẽ đẩy lên luôn. Mình sẽ mở góc đẩy luôn. Nốc được một là phải đẩy anh em ạ. Không để cho đối thủ có những cái cơ hội để có cứu được đồng đội. Đã sợ, ôi rồi, có cả anh bắt ghi phi qua kìa. À, ngồi gốc cây, đang ngồi gốc cây cứu nhau. Nào. Ngồi gốc cây cứu nhau này. Đổi thông hai mộ, hai người tuyết luôn. Từ, mình sẽ đuổi theo anh trai đi bắt ghi luôn. Mình không thiếu đồ nữa rồi. Ôi ôi, đuổi vào đến đây thì mất dấu rồi. Ô, bên phải có xe kìa. Ô, lại có bóng ai đó nhẹ. Ui ôi, cái gì đây? Ui, anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Rồi, một pha mù mắt của mình. Cả băng chúng có một viên ạ. Bên băng thứ hai thì làm sao mà chạy được. Ui, ngoài bo rồi. Từ đã, đi. Vào trong cái bo luôn. Cái xe đây là xe đỏ đây. Có một ông bên này nữa. Ui trên đồi nữa. Ui ôi, thôi toang rồi. Chết rồi. Lại bị kẹp giò đây rồi. Rồi, bình tĩnh anh ơi. Hết sức bình tĩnh anh. Rồi ông này công lên đây. Nào. Ông công vào đây với tôi. Ông công vào đây với tôi này. Ui. Ông này như kiểu, thế là tên này mới cái tên ở ngoài rào kia là cùng team anh em ạ. Trời ơi, công mà không biết trên đồi nó bắn kìa. Ui, hai ông. Ui, không được rồi, không ổn rồi. Mình vào bo trước đi. Đằng nào mình đấu súng thì mình cũng thua thôi. Vào bo, coi như thế là ngồi đắp chăn trận độc lập anh em ạ. 20 kill rồi chứ ít gì. Đây này, trước mặt mình có này. Ngó tôi này. Đây. Hai ông này. Đúng rồi. Cái xe. Hai ông này. À đủ. Đau thế. Hai ông này là hai cái ông mà đứng trên đồi đấy anh em. Nhưng mà mình lại ngoài bo mất rồi. Không ổn rồi. Chết rồi. Mình lại còn hết đạn thế này nữa. Bo khó thế nhở. Còn ba ông nữa. Hai ông ở đây. Còn một ông ở chỗ khác nữa. Mình lại còn đang hết đạn. Khổ thật. Ủa ôi. Đau thế. Bình tĩnh thôi anh.
Có gì thì chúng ta ngồi xuống uống miếng bánh. À quên, ăn miếng bánh, miếng trà. Anh căng thẳng vậy. Em còn hết đạn chứ không là em bắn anh. Ui ôi, ui, đau. Thôi thôi em, anh ơi. Em xin lỗi anh ơi, anh ơi. Ui ôi, ôi, anh ơi, đừng làm vậy. Đừng làm vậy mà dế xa nhau. Đừng nóng này anh ơi. Đâu rồi? Ui ôi, mình phải nằm xuống thôi. Ui ôi, ui thôi, chết mẹ tôi rồi. Một tên nằm ở đây này, tên thứ hai ở đây. Ui ôi, ui sao yếu lắm rồi mà không chết kìa. Mình phải giết được mấy cái tên này. Ui ôi, ui anh ơi, anh gì ơi. Thôi nha, anh ơi em xin lỗi anh ơi. Anh ơi em có làm gì anh đâu. Bình tĩnh anh ơi. Đừng làm vậy mà dễ xa nhau. Anh ơi bình tĩnh. Từ đã, mình phải kiếm đạn, mình còn 16 viên. Ui bình tĩnh anh ơi. Anh bắn ở đâu vậy. Ui trời ạ, bị yếu nó cứ giật. Khổ thế nhở. Nó bắn ở đâu nữa cơ. À đủ. Rồi. Trong khu nhà. Ôi mẹ ơi. Đúng là một pha gọi là chết hụt của mình. Ui còn 4% ạ. Mẹ. Từ đã, mình vẫn chưa nút được đạn. Không được rồi. Tập này chỉ cần một cây súng nữa thôi. Mình phải giết được tên cuối. Bạn sẽ là mạng thứ 23 của mình. Trời ạ, bo này ủng hộ nó. Bo khó thế nhở. Bo này sao chơi. Ui. Ui anh ơi. Em chỉ nhặt vài viên đạn thôi. Căng thẳng vậy. Mẹ. Mình cứ xa phát là ăn đạn. Trời ạ. Người ta đã gọi. Đúng là người ta đã nói rồi. Đã rách lại còn nát. Đạn thì không có. Bo thì lại còn bo về nó nữa chứ. Mẹ. Khốn nạn thật. Chơi bời gì đây. Sờ bốc không có. Chết rồi. Toang rồi. Ui. Trời ạ. Anh đừng làm vậy được không. Tình anh em có chắc bền đâu. Ui khổ thế. Mình ngoài bo. Thôi xong rồi. Quả là hên xui rồi anh em ạ. Nó. À. Chạy ra ngoài. Úi rồi ôi. Ô. Sao bố này chạy ra ngoài bo. Sao này chạy ra ngoài bo bạn. Trời à. Đang yên đang nành cắm mảnh xanh vào mông. Tự nhiên này. Đang ở trong bo này chạy ra ngoài. Thế là thôi. Cuộc đời bạn chấm dứt. Ui. Mình cứ tưởng là mình sẽ khó nhưng mà ai ngờ. Đúng là ông trời có mắt mà. Ok. Trận đấu của mình đến đây là kết thúc thôi. Mình đã đem lại cho anh em một trận top 1 23 kill. Đừng quên like và đăng ký kênh nha.